Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh Thủy Tuyến. Video này tôi sẽ hướng bạn cách unlock border và relock border của con máy Redmi Q3 Pro 5G. Mã của nó là RMX2205 nhé. Tôi sử dụng là Bluetooth để thực hiện thì đầu tiên tại tận nguồn. Ở đây ở Bluetooth ta sẽ có hai cách nhé. Đầu tiên ta sẽ vào Oppo. Cách đầu tiên ta vào Oppo này, gõ Redmi Q3 này, Q3 Pro 5G đây, X205. Các bạn chọn là cột 60mm. Dưới đây các bạn chọn về Q3 Pro 5G. Các bạn unlock ở đây, Chrome unlock. Đó, các bạn xong tăng giảm bot. Để relock lại bạn ấn đây, xong tăng giảm bot. Ok. Rồi. Tách thứ hai ta sẽ vào MediaTek này. Ta sẽ vào chọn vào đây cột 60mm. Ta chọn kéo xuống. Redmi Q3 Pro 5G nhé. Đây, ta chọn boot device, xong đó sau đây bộ unlock này, relock đây, hai cái này. Ok. Rồi, bây giờ sẽ tăng giảm nhé. Để tăng giảm cắm nhé. Đây. Bình thường nhá. Rồi bây giờ ta sẽ unlock đây, chọn vào đây unlock border. Ok, nó báo là ok nhá. Để relock thì ta ấn vào đây relock luôn nhá. Bạn muốn lock cái checking relock border. Ô, để khởi động lại ta ấn reboot đây là xong. Máy sẽ tự khởi động, ta có thể rút cáp nhá. Rút cáp ta đèn nguồn hoặc không các bạn đợi nó khởi động đi. Đó. Rồi vừa rồi mình vừa dạy bạn là cách lock và unlock và relock border của con máy Redmi Q3 Pro 5G. Chúc bạn thành công, còn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.